Được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, trong tuần vừa qua thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình liên quan đến những căn bệnh như là về xương khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống vân vân. Và điều đáng nói là triệu chứng này sẽ ngày càng nặng hơn khi mà thời tiết thay đổi thất thường. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Bá Tước, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Thanh Phương và quý vị khán giả. Và trước khi đến với phần trò chuyện cùng với bác sĩ thì ngay sau đây kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm để hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của bệnh thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, những cái bệnh về xương khớp sẽ gây ra như thế nào đối với người bệnh nhé. Chạm này thơm hơn tí ha. Ủa sớm này có ai chữa quan mà tiếng gà gái ban ngày vậy con? Ê, chú làm gì vậy? Con là tự nhiên mập nha. Tí nhìn thôi chứ tao đâu có nói con. Dạ, tía, gà nó gái đúng rồi, giờ đang ban ngày mà. Nghĩ sao vậy hả? Con để ngược hả? Dạ. Gà là gái ban đêm, canh 1, canh 2, canh 3 nè. Thôi kệ nó đi. Trời đất ơi, Đại Nghĩa, bác phóng thủy tiêu trúng cái đầu mà con thấy ghê vậy? Trúng ngay cái tự quyệt của con rồi bác ơi. Vậy là nó bị nặng lắm rồi, thôi chở nó vô bệnh viện đi con. Dầm co bác còn giả bộ vậy thôi bác ơi, trúng cũng hơi đau thiệt cơ bác. Bác hết hồn quá trần. Bác nhớ không lầm nha, một ngày có 3 buổi mà con qua đây thăm bé Tuyền hết 2 buổi rồi. Ủa lần sao vậy? Ê! Dạ! Hai đứa có chuyện gì? Ủa thì hỏi con gì? Vậy? Hai đứa con mê nhau! Hả? Không! Dạ, hai đứa con quen nhau! Dạ, hai con quen nhau bác ơi! Mà nào giờ không có dám nói cho bác biết, sợ bác ngăn cản! Quen nhau thì cứ qua, ha, nói thẳng với bác, rồi ngồi nói chuyện tự nhiên, có gì đâu mà giấu. Ôi, như vậy là bác không có ngăn cản tụi con thiệt hả bác? Ngăn cản cái gì mà ngăn cản không biết nữa. Tía. Nhẹ nhàng thôi con. Bác ơi, người ta đồn về bác nhiều lắm bác. Dạ. Hai đồn gì? Đúng bà Tám sao? Bà Tám bà đồn mà nói hả, tụi bay mà quen nhau á, tụi bay cho tía tụi bay biết là tụi bay thế nào cũng bị cấm cản, còn bay là bị ăn đòn. Bác còn làm áp lực cho con nữa đó bác. Dạ. Áp lực sao? Bà nói chứ mày quen gì cái cô Tiền. Để cho hả, tía nó quánh mày, chửi mày, đuổi mày. Quen với con gái tao đi. Trời ơi mà bác coi đó. Sao con? Nhỏ con gái bà Tám xấu quá. Xấu quá. 19, 20 tuổi rồi mà không có người yêu. Con gái mà mày đặt cao tới 1m71, 3 vòng 90, 60, 90. Xấu ghê chưa? Nó vậy mới đẹp nè. Gu con lạ quá nghĩ không? Tía. Hai đứa ngồi chơi. Sao vậy bác? Cái bệnh xương khớp của tía. Trên lầu à, lấy em tía bệnh thuốc giảm đau coi. Vậy đâu có được bác. Trời anh. Dạ con xin lỗi. Sao không được? Bởi vì con lo cho sức khỏe của bác cho nên dạ. Con hơi giận chút xíu. Ai mà có tiền sử bệnh dạ dày mà dùng thuốc giảm đau á hả, là cái bệnh dạ dày có khi nó lại tái phát nữa kìa. Chưa kể nó sẽ có tác dụng phụ lên gan với lên thận nữa. Trời ơi. Ủa anh ơi, bây giờ thí dụ như trường hợp của tía em thì phải điều trị như thế nào mới là hợp lý anh? Con sẽ nhờ bác sĩ. Bạn thân con thân lắm tía. Ôi dạ. Thân lắm bác. Dạ. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bác để bác hiểu rõ hơn. Mời bác với mời em mình nghe bác sĩ tư vấn nè. Dạ thưa bác sĩ, để hiểu đúng nhất về thoái hóa khớp thì bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân do đâu dẫn đến căn bệnh này thế ạ? Thoái hóa khớp là một cái bệnh ta gọi là tích tuổi học. Nên là quá trình lớn tuổi thì trong đó khớp là cái cơ quan vận động ảnh hưởng rất là nhiều. Cái vận động của con người bây giờ nó ít hơn ngày xưa. Thành thử nên cái đó cũng là một yếu tố làm cho khớp nó dễ bị thoái hóa hơn một chút. Những người mà phải làm những công việc nặng với một cái tư thế ngoài, ví dụ như người khuân vác cùng một cái vị trí chịu lực lên nhiều, áp lực lên cái vùng khớp rất nhiều thì bệnh nhân cũng bị dễ bị thoái hóa khớp hơn. Một số cái bệnh nhân ngồi sai tư thế, ví dụ ngoài làm việc hoặc ngồi sai hoặc nghiêng một bên hoài thì nó cũng là một yếu tố làm cho cái tình trạng thoái hóa khớp dễ hơn. Vậy thưa bác sĩ, biểu hiện chung của thoái hóa thì như thế nào và sự khác nhau ra sao giữa thoái hóa khớp gối và thoái hóa cột sống ? Thoái hóa là một cái tình trạng tổn thương về sụn, tổn thương về dây chằng khớp, tổn thương về dịch trong khớp. Nó làm cho giảm đi cái dịch khớp và làm cho mặt sụn khớp nó bị bào mòn đi. Nó mặt sụn nó bị tổn thương, nó làm cho bệnh nhân đau. Cột sống thắt lưng á thì ở đốt khoảng L4 L5, chỗ đó là cái chỗ mà để mình khum khớp, chỗ đó là khớp dễ bị nhất thì nó gây đau. Thậm chí một số trường hợp nó bị ảnh hưởng tới đĩa đệm, nó đau tại chỗ và đau lan
lan ra hai mông, ta lan xuống chân thì có một số trường hợp nó đau rất là dữ. Còn ở khớp gối nó khác một chiều là khớp gối nó chịu lực của toàn thân, nó có nhiều dây chằng, xương bánh chè nó sụn chêm, thì khi nó tổn thương đau thì nó cũng dễ làm lệch trục khớp. Cái chân họ có thể là bị lệch ra ngoài do đau quá, họ đi họ thay đổi tư thế đi. Thưa bác sĩ, khi mà bị những cái bệnh về xương khớp thì nhiều người sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên, và việc mà sử dụng những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên như vậy thì có tốt cho bệnh nhân trong những trường hợp này không ạ? Nguyên tắc về điều trị của khớp hoách khớp thì đầu tiên là phải giảm đau, thứ hai là phải dùng thuốc để mà tạo cái dịch khớp. Tây y cũng có những cái thuốc rất là tốt, nhưng mà đi kèm bên đó tác dụng phụ. Thì trong đó một cái tác dụng phụ mà người ta sợ nhất, thường gặp nhất trong cái điều trị thoái hóa khớp, điều trị bệnh khớp nói chung, đó là nó ảnh hưởng tới đường tiêu hóa, nghĩa là nó có thể gây viêm loét dạ dày. Thì cái điều đó là điều đáng lo. Chính cái đó mà cái khuynh hướng người ta nghiêng thêm về điều trị từ dược thảo thì cái điều đó nó rất là tốt. Cây móng quỷ nè, hay là cái vỏ liễu trắng nè, người ta sẽ thấy được những cái hoạt chất rõ ràng của nó có tác dụng trên khớp, thì nó giúp cho tình bệnh nhân bớt đau, chống viêm. Vâng ạ, bác sĩ có nhắc đến cây vỏ liễu trắng, được biết là trong đó có chứa hoạt chất valicin, có tác dụng giống như là thuốc aspirin để giảm đau, có khả năng gây loét dạ dày nếu như mà dùng lâu dài. Vậy xin bác sĩ cho biết khi mà sử dụng những cái chiết xuất từ vỏ liễu trắng như thế thì nó có làm ảnh hưởng đến dạ dày, làm loét dạ dày hay không? Chất salicin trong vỏ liễu trắng á, nó có những cái lợi, nó là một cái tiền chất của acid salicylic là aspirin á, thì nó là một glycosid, nó không phải là một loại acid. Mặc dù khi nó vô cơ thể mình nó hấp thu, tác dụng nó gần giống aspirin, nhưng mà nó lại không gây viêm loét dạ dày. Chính cái đó là cái thuận lợi nhất của chất salicylic trong cái vỏ liễu trắng, và bây giờ người ta đã nghiên cứu rất là nhiều về nó. Dạ, thưa bác sĩ, khi mà nhắc đến cây vỏ liễu trắng thì có một bộ đôi vỏ liễu trắng với lại cây móng quỷ. Bộ đôi này là khắc tinh của thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống. Thì nguyên nhân do đâu mà nó có thể hạn chế được tình trạng này và nó hiệu quả ra sao ạ? Trong cái móng quỷ nó có cái chất gọi là hibiscus, có tác dụng kháng viêm giảm đau mạnh, và cái đó đã được nghiên cứu ức chế cái tình trạng viêm, và đồng thời có cái tác dụng thứ hai của nó tạo nên được những cái hoạt chất nó ngăn ngừa cái tình trạng tổn thương cái sụn khớp, giống như hàng rào bảo vệ sụn khớp để cho bệnh nhân không có bị tổn thương thêm sụn khớp. Ngoài ra nó còn được cái tác dụng nữa, đó là nó làm giảm bớt cái tình trạng khô cái dịch khớp, tạo được cái dịch khớp thêm thì nó giúp cho bệnh nhân đi lại dễ hơn, bớt đau nhiều hơn, thì cái điều đó nó giúp cho bệnh nhân thoái hóa khớp rất là tốt. Lời khuyên cho người gặp các tình trạng đau nhức xương khớp, đầu lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, các bác sĩ chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng. Sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, có chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng hợp lý khi xuất hiện những cơn đau khớp. Tập các động tác vật lý trị liệu nhẹ nhàng, chơi các môn thể thao tốt cho hệ xương khớp như bơi lội, yoga theo sự hướng dẫn của những người có chuyên môn. Nên sử dụng sản phẩm có phối hợp các chiết xuất từ cây móng quỷ với vỏ liễu trắng, giúp giảm viêm khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, duy trì chức năng vận động ở các bệnh nhân xương khớp, ngăn ngừa các cơn đau khớp, hạn chế các biến chứng dính khớp, cứng khớp, khô khớp. Xin được cảm ơn những chia sẻ, những lưu ý rất là quan trọng mà bác sĩ đã gửi đến cho chương trình. Và bây giờ kính mời bác sĩ và quý vị tiếp tục theo dõi tiểu phẩm để xem rằng các nhân vật sẽ giải quyết tình huống như thế nào sau khi lắng nghe lời tư vấn của bác sĩ nhé. Đó, thấy không? Rồi bây giờ bác mới biết là bệnh đau nhức xương khớp là mình phải điều trị từ gốc, chứ còn mà uống thuốc giảm đau vô tội vạ là gây nguy hiểm lắm á con. Dạ. Dạ đúng rồi, bác sĩ còn nói là mình hỗ trợ điều trị bằng sản phẩm từ thảo dược. Nhưng mà con dặn mọi người nè nha, khi chúng ta mà sử dụng sản phẩm hỗ trợ điều trị đó thì chúng ta cần phải xem thử coi cái đơn vị sản xuất đó có uy tín hay không. Ủa, vậy thì mấy cái sản phẩm đó có bán ở ngoài mấy tiệm thuốc không con? Dạ có chứ. Giờ bác với em chờ con 30 giây thôi. Bác đếm từ 1 tới 30 cho con đi. 2, 3, 1, 30, 3, 4, 5. Rồi con nhanh tới 30 chưa bác? Chưa. Tới nãy con treo cái này trong xe. Má con cũng bị đau khớp ha, rồi đau cột sống ha, rồi đau mỏi vai gáy nè ha. Con mua sản phẩm này nè. Và khi má con dùng xong nghe, má con đi chơi với mấy bà hàng xóm ngồi từ sáng tới chiều, không biết mỏi, không biết mệt là cái gì hết trơn trọi luôn á. Dạ thưa bác, đây là viên xương khớp, là sản phẩm tiên phong được chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Đã được chứng minh lâm sàng tác dụng của thuốc, chẳng hạn như là giúp cho mình giảm viêm khớp nè, xương khớp nè, thoái hóa khớp nè, tê bì tay chân nè, rồi đau nhức vai gáy nè, xưng đau khớp nhức khớp được giảm hết tất cả những cái bệnh đó cho mình luôn. Hay quá vậy sao? Dạ. Ủa con, rồi mình dùng cái này bao lâu thì mình mới cảm thấy có hiệu quả? Bác sử dụng chỉ từ 7 cho đến 14 ngày thôi là mình thấy đã giảm đau sưng rồi. Rồi nếu như mình sử dụng từ 2 tuần cho đến 4 tuần là mình đứng lên ngồi xuống dễ dàng luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi nếu như bác sử dụng từ 3 tháng cho tới 6 tháng là coi như là thoải mái, không còn lo đau nhức xương khớp nữa, đi đứng hoàn toàn bình thường luôn.
Thực ra bác cảm ơn con nghe. Dạ. Nè, bữa nay ở lại chơi lâu lâu nghe con. Dạ. Thôi hai đứa ngồi chơi nghe. Dạ. Để bác lên phòng bác dùng viên xương khớp này mới được. Dạ, dạ, bác lên, bác lên. Quý vị thân mến, hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến những căn bệnh về thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống v.v. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những khung giờ tiếp theo được phát sóng vào lúc 16:30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.